Chào mừng bạn đến với podcast 5am, chuyên về sức khỏe, ăn thua và phong cách sống. Xin chào các bạn. Có một dòng sông chảy qua thành phố mà tôi đang sống, đó là sông Thames. Cách nhà vài bước chân là chúng ta có thể tới bờ sông, được đi dạo quanh hai hàng cây xanh, hít thở không khí trong mát và ngắm dòng chảy trong sạch. Yêu thích dòng sông này không chỉ có riêng tôi, có hàng ngàn cư dân đang sinh sống ở đây. Nào là vịt, ngỗng, thiên nga, bồ câu, các loại chim mỏ dài hay là loài diệt. Những bạn ấy là loài ưa sạch sẽ. Đại diện là thiên nga, mỗi ngày đều rỉa lông của mình trắng không tì vết. Nếu mà chúng ta yên lặng, đứng đủ lâu nhìn những loài chim diệt, loài chim mỏ dài thuộc họ săn bắt cá, chúng ta sẽ thấy một thói quen lạ lùng của chúng. Thỉnh thoảng một con diệt sẽ dùng mỏ hút đầy nước, xoay cổ và nhét vào phía sau của mình, phun nước vào sâu trong ruột. Cách này giúp cho nó đẩy những cái mảng thối rữa và cặn lắng từ chế độ dinh dưỡng chủ yếu là cá của mình. Những hành động tự làm sạch của thiên nga và loài diệt khiến cho tôi có rất nhiều cảm hứng. Bản thân tôi cũng luôn thu hút các ý tưởng về dọn dẹp và làm sạch, ví như là cuộc sống tối giản để cho nhà cửa và đồ đạc được gọn gàng, dễ dọn dẹp, như là việc thanh lọc tâm trí bằng thực hành thiền mỗi ngày, hay như là việc thực hành chế độ ăn thô, vì ăn thô hỗ trợ cho cơ thể thanh lọc, detox và loại bỏ độc tố. Trong một loạt cái việc làm sạch cơ thể thì tôi không thể bỏ qua phương pháp làm sạch đại tràng. Đây cũng là chủ đề mà tôi sẽ giới thiệu với các anh chị trong podcast hôm nay. Arnold Edwards và Norman Walker là hai trong số những người tiên phong của phong trào làm sạch đại tràng và chữa lành tự nhiên. Cả hai đều tin vào tầm quan trọng của việc thanh lọc cơ thể để duy trì sức khỏe tốt. Trên màn hình là một số cuốn sách được viết bởi hai tác giả này mà các anh chị có thể sẽ thấy hữu ích. Trước khi tìm hiểu về thục tháo đại tràng, tôi đã đọc qua bộ sách Nhân tố Enzymes của bác sĩ Hiromi Shinya. Ông là người đầu tiên trên thế giới thành công trong việc phẫu thuật nội soi cắt bỏ polyp đại tràng mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng của bệnh nhân. Ông đã chữa bệnh cho hàng trăm ngàn bệnh nhân, bao gồm các thành viên hoàng gia Nhật Bản và các thành viên chính phủ của Mỹ. Là người xem và nội soi đại tràng cho rất nhiều người, kết luận của bác sĩ Shinya như thế này: tôi cho rằng bạn có thể sống thọ và khỏe mạnh mà không bị bệnh tật, chỉ khi đường ruột sạch và chế độ ăn uống lành mạnh. Đại tràng rất quan trọng. Đây là nơi chứa chất thải và độc tố của cơ thể, cũng là nơi kết thúc quá trình tiêu hóa hấp thụ. Ống tiêu hóa của cơ thể chúng ta có các mạch máu kết nối với toàn bộ cơ thể thông qua hệ thống động, tĩnh và mao mạch. Tưởng tượng hệ thống mạch máu này được kéo dài ra hết thì chiều dài sẽ vào khoảng 96.000 km, gấp 2,5 lần chu vi của trái đất đó ạ. Do tầm ảnh hưởng rộng lớn của đại tràng đến với các cơ quan, cho nên bất kỳ sự tắc nghẽn nào của ống tiêu hóa sẽ dẫn đến sự tắc nghẽn của các mạch, biểu hiện thành các cái triệu chứng bệnh ở mức độ nặng nhẹ khác nhau, tùy thuộc vào mỗi người. Có thể là đau đầu, đau lưng, mắt kém, vân vân. Sự tắc nghẽn ở các ống tiêu hóa dẫn đến một cái bệnh chúng ta thường gặp nhất, đó là bệnh táo bón. Mà khi táo bón thường xuyên thì sẽ dẫn đến trĩ, viêm loét ở hơi, trào ngược, khó tiêu, xì hơi thường xuyên, đau dạ dày, vân vân. Khi mà phân củ của chúng ta lên men và thối rữa do không được bài tiết hết, thì nó sẽ hấp thụ lại vào máu, dẫn đến cái nguồn máu của chúng ta sẽ bị nhiễm độc, và sau đó là các bệnh về da như là mụn, nám, mẩn ngứa,
dẫn đến việc suy yếu của các cơ quan quan trọng khác như là tim, thận, gan, vân vân. Cơ thể của chúng ta vận hành như một dòng chảy liên tục và khép kín. Một cơ quan như là đại tràng bị tắc nghẽn thì sẽ dẫn đến ùn ứ và đình trệ toàn bộ hệ thống. Đại tràng đặc biệt bởi vì đây là nơi tiêu hóa hấp thụ cũng như là nơi chứa rác lớn nhất của cơ thể. Cho nên, việc làm sạch hệ thống mạch và hệ thống tiêu hóa là rất cần thiết. Làm sạch đại tràng hay là thục tháo đại tràng là phương pháp đưa chất lỏng vào đại tràng để làm sạch. Có hai phương pháp làm sạch đại tràng phổ biến mà hôm nay tôi xin giới thiệu đến các anh chị. Đây là những nghiên cứu và trải nghiệm cá nhân, không phải là lời khuyên y tế. Cho nên các anh chị đang gặp vấn đề về sức khỏe nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Phương pháp đầu tiên đó là việc làm sạch đại tràng bằng máy colonic. Thông thường chúng ta sẽ đến trung tâm uy tín được cấp phép. Có 4 đến 5 trung tâm colonic như vậy quanh khu vực mà tôi đang sống. Các trung tâm làm sạch đại tràng như vậy cũng phổ biến ở nhiều quốc gia như là Mỹ, Nhật và Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có. Các anh chị có thể Google tìm trung tâm colonic gần nhất. Ở các trung tâm này, các chuyên gia thường tư vấn rất là kỹ cho chúng ta về lợi ích và rủi ro của liệu pháp này. Nếu mà chúng ta đồng ý thì họ sẽ tiến hành liệu trình. Quá trình thực hiện colonic thì thư giãn và thoải mái hơn là chúng ta nghĩ. Sau khi đặt ống truyền nước vào hậu môn thì chúng ta sẽ được nằm ngửa thoải mái và chờ trong 45 phút. Lượng nước vào ra cơ thể khoảng 60 lít. Chúng ta có thể quan sát đường ống dẫn chất thải đi ra khỏi cơ thể mình. Nhân viên sẽ chỉ cho chúng ta thấy những cái chất bẩn màu càng đậm, nghĩa là chúng đã nằm rất là lâu trong cơ thể. Sau buổi làm sạch bằng máy colonic, trung bình chúng ta sẽ giảm từ 1 cho đến 3 kg. Đó hầu hết là các phân cũ đã tích tụ lâu ở trong ruột. Chi phí cho một lần colonic như vậy là khoảng 80 cho đến 100 bảng Anh. Ưu điểm của phương pháp colonic là có chuyên gia được cấp phép và giàu kinh nghiệm hướng dẫn. Có nhân viên làm mọi thứ. Việc của chúng ta chỉ là nghe nhạc, thư giãn và nghỉ ngơi. Khuyết điểm của colonic là về sự riêng tư và nó không sẵn có ở mọi nơi nếu chúng ta di chuyển chỗ ở hoặc là chúng ta đi du lịch. Phương pháp làm sạch đại tràng phổ biến thứ hai mà tôi chia sẻ với các anh chị hôm nay đó là thục tháo đại tràng tại nhà, hay còn gọi là phương pháp enema. Phương pháp này cần chúng ta có một bộ suất rửa ruột tại nhà. Ví dụ như trên hình minh họa đó ạ, bộ này làm bằng silicon và có giá khoảng 25 bảng Anh. Chúng ta dễ dàng đặt mua được một bộ như vậy ở trên Amazon. Với một túi như vậy có thể chứa khoảng 2 lít nước cho một lần thục tháo. Mỗi lần thực hiện chúng ta cần ít nhất là 30 phút cho cả việc đưa nước vào và việc xả ra ngoài. Hướng dẫn làm sạch đại tràng bằng enema thì tôi sẽ ghi trên màn hình cho các anh chị tham khảo, bao gồm các bước từ chuẩn bị, quá trình thực hiện và sau khi làm sạch. Hiện tại có nhiều anh chị áp dụng phương pháp thục tháo đại tràng bằng chanh hoặc là cà phê. Cá nhân tôi cảm thấy nước lọc ở nhiệt độ 37 độ là đơn giản, tiện lợi và phù hợp với nhu cầu của mình. Ưu điểm của phương pháp thục tháo đại tràng enema là chúng ta sẽ chủ động thực hiện khi cần. Thứ hai là túi enema thì có thể dễ dàng để mang theo khi đi du lịch. Ưu điểm tiếp theo của enema chính là sự riêng tư cá nhân và tiết kiệm chi phí so với phương pháp colonic. Khuyết điểm của enema so với phương pháp colonic là chúng ta sẽ tự chuẩn bị mọi thứ từ nước ấm, dầu bôi trơn, tự phải cọ rửa dụng cụ sau khi thục tháo. Thứ hai là lượng nước tối đa cho thục tháo đại tràng enema thì không nhiều như là colonic. Với các anh chị muốn làm sạch sâu hơn thì chúng ta cần phải làm nhiều lần và mất nhiều thời gian hơn. Phương pháp nào cũng có ưu và khuyết, cho nên các anh chị hãy cân nhắc cái nào là phù hợp với mình hơn cả.
Vẫn là lời khuyên, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ trước khi áp dụng colonic hay là enema. Dù là phương pháp nào, chúng ta cũng không nên lạm dụng thường xuyên, bởi vì nó sẽ rửa trôi hệ lợi khuẩn đường ruột và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình bài tiết tự nhiên của cơ thể. Với những bạn mà đang ăn thô với tỷ lệ lớn, có thể áp dụng thuật tháo đại tràng enema 2 lần một tháng. Những anh chị nào cảm thấy mình vẫn còn ăn nhiều thực phẩm, tạo chất nhầy và mảng bám thì có thể là nhiều hơn. Và không quên là chúng ta hãy luôn lắng nghe nhu cầu của cơ thể các anh chị nhé. Nhìn chung, làm sạch đại tràng là một góc trong khoa học thải độc và chữa lành. Một cách tổng quát thì khoa học thải độc sẽ bao gồm nhịn ăn, vận động thể chất, tắm nắng, ăn thô, đi chân đất, thiền, lắng nghe âm thanh chữa lành, vân vân. Nếu các anh chị chưa áp dụng phương pháp làm sạch đại tràng trong hiện tại, thì xin khuyến khích các anh chị hãy thực hiện các phương pháp làm sạch cơ thể khác. Còn các anh chị đã và đang thực hành làm sạch đại tràng, thì chúng ta có thể cân nhắc áp dụng thêm các phương pháp thải độc khác để giúp chúng ta đã khỏe lại càng khỏe mạnh hơn nữa. Dinh dưỡng rất quan trọng, nhưng chính việc làm sạch mới tạo nên sự khác biệt. Paul Nissen. Chế độ ăn tốt nhất có thể không hơn chế độ ăn tệ nhất. Nếu hệ thống bài tiết của đại tràng bị chặn bởi chất thải và tắc nghẽn. Tiến sĩ Norman Walker. Nếu có vấn đề sức khỏe nào xảy ra, hãy nhìn vào đường ruột đầu tiên, Anon Adret. Podcast hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp các anh chị vào tuần sau với chủ đề rất cần thiết và hữu ích. Nếu các anh chị thích, đừng quên nhấn like, share và theo dõi để nhận thông báo cho những video tiếp theo. Cuối cùng xin chúc tất cả chúng ta, trong tim có dũng khí, trong mắt có ánh mặt trời, luôn khát khao tri thức và luôn bình an. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.